Vào ngày hôm qua, mùng 1 tháng 9, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có buổi họp báo trước trận đấu với đội tuyển Saudi Arabia tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách rút gọn 23 cái tên chính thức có mặt trong trận đấu mở màn chiến dịch vòng loại cuối cùng World Cup 2022 với đội tuyển Saudi Arabia. Đáng chú ý, trong bản danh sách này, hai vị trí đáng được quan tâm là người gác đến chính thức là ai và cầu thủ nào khoác chiếc áo số 10 thay thế Công Phượng. Tân binh Tuấn Hải bất ngờ được trao áo số 10 vốn thuộc về Công Phượng. Đây cũng là số áo của anh ở câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một tân binh khác là Trương Văn Thiết cũng mặc chiếc áo số 4 của đồng đội không thể bay sang Saudi Arabia, đó chính là Bùi Tiến Dũng. Cầu thủ trẻ Nguyễn Thanh Bình nhận áo số 5 mà Đoàn Văn Hậu để lại. Cả Văn Thiết, Tiến Dũng và Thanh Bình đều tới từ câu lạc bộ Viettel. Ở vị trí thủ môn, Bùi Tấn Trường vẫn là chủ nhân của chiếc áo số 1, trong khi Đặng Văn Lâm, Nguyễn Văn Toàn lần lượt khoác áo số 23 và 12. Những cầu thủ còn lại đều mặc số áo quen thuộc. Trước đó, trong các buổi tập, huấn luyện viên Park Hang-seo cho học trò trao số áo. Duy Mạnh đeo số 16, vốn thuộc về Thành Trung, trong khi Ngọc Hải mặc chiếc áo 22 của Tiến Linh. Rạng sáng ngày 2 tháng 9, theo giờ Hà Nội, tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen với sân thi đấu King South University, tên gọi khác của Midtown Park. Huấn luyện viên Park và đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng tham dự họp báo trước trận đấu. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, ngày mai là trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Việc phải thi đấu trên sân khách cũng là một áp lực đối với các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi tin rằng họ sẽ thích nghi và chơi tốt. Chơi bóng với sự khôn khéo và thông minh để khắc phục khó khăn. Mặc dù đây là lần đầu tiên vào vòng cuối, nhưng chúng tôi có kinh nghiệm vì trước đó đã từng thi đấu với các đối thủ Trung Đông ở Asian Cup 2019, ASEAN 2018. Đặc biệt, ngày mai là quốc khánh của Việt Nam, nên tôi hy vọng các cầu thủ sẽ được tiếp sức mạnh để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng hai lần nhắc lại là ngày thi đấu là quốc khánh nước Việt Nam. Ông muốn các học trò lấy tinh thần đó để chiến đấu, để được tiếp thêm sức mạnh. Tình yêu của người Việt Nam với bóng đá rất lớn, họ rất chờ đợi chúng tôi có kết quả tốt. Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ làm hết mình để không phụ lòng người hâm mộ, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói. Còn về phía trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, sự thận trọng tỏ rõ trên khuôn mặt nhưng cũng không kém phần háo hức. Trước trận đấu này, chúng tôi cảm thấy rất háo hức. Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup. Saudi Arabia là đối thủ rất mạnh, hàng đầu châu Á, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp khó khăn, Hải nói. Anh cho biết, toàn đội đã sẵn sàng thi đấu trong ngày đặc biệt là quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mọi thứ đều được cầu thủ và ban huấn luyện chuẩn bị tốt để mang niềm vui tới người hâm mộ. Trung vệ sinh năm 1993 cho rằng, vào đến vòng này, trận đấu nào cũng khó khăn, đối thủ có kinh nghiệm, còn chúng tôi luôn sẵn sàng để thi đấu với tinh thần cao nhất. Tôi chưa thể hứa về kết quả, nhưng chắc chắn toàn đội sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất, không làm mọi người thất vọng. Anh nhấn mạnh đối thủ sắp tới rất mạnh so với Việt Nam. Trận đấu giữa Saudi Arabia với đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 1 giờ Việt Nam ngày 3 tháng 9.